Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị VNC. Thì cái video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái sản phẩm, đó là cái đây anh em nha, mình quay sáng lại cho anh em xem nè. Đây chính là cái cây cái mỏ hàng chì nha anh em, mỏ hàng chì Kabushi nha, thương hiệu Kabushi Đài Loan nha. Công suất của nó nè anh em, thông số nè 220V 50W nha anh em. Đó là cái công suất của nó. Cái hàng là hay là hàng Kabushi Đài Loan nha anh em. Đây là cái mũi nè, cái mũi hàng chì nè. Hàng Kabushi thì hàng này là cũng có thương hiệu nha anh em nha. Cho nên là anh em dùng nó cũng yên tâm. Nói chung là hàng nó không cao cấp gì nhưng mà nó đã hàng nó đảm bảo cái tiêu chuẩn nha anh em. Chứ còn hàng Kabushi thì không thể nào gọi là cao cấp được. Nó là một cái thương hiệu của Đài Loan nha anh em, chứ không phải hàng Nhật đâu. Hàng nói chung là hàng thương hiệu có tiêu chuẩn anh em nha. Đó là công ty lớn, nó chuyên sản xuất cái dụng cụ, cho nên anh em yên tâm về cái chất lượng của cái hàng Kabushi. Và giá cả của nó thì cũng rất là ok cho anh em đó. Thì mình cũng còn tầm khoảng chục cây á, thì mình sẽ bán cái giá rẻ cho anh em. Thì tất nhiên mình bán giá rẻ thì mình không có bao ship nha anh em nào mua thì phải cộng thêm phí ship nha. Mỏ hàng chì nè, thương hiệu Kabushi nè, công suất của nó là 50W nè, điện 220 nha anh em, điện bình thường mình thôi. Thì da như đây, cắm đây. Thì cái loại này á, anh em làm nghề thì anh em mua về để hàng chì những cái chỗ có mối hàng điện anh em nha, điện xe đó, nên chấm hàng rồi nó thuận tiện nha. Chì thì dễ, là chì thì anh em mua ở đâu được, chì thì người ta bán nhiều anh em nha. Thì một cái mỏ hàng chì này á, mình cũng sẽ báo giá luôn cho anh em, mình bán cái giá nó sẽ tốt cho anh em nha. Đó là mình sẽ bán cho anh em là 65.000 một cái. Và cái giá này là mình đã bán giảm giá rồi. Và anh em nào mua thì nếu mà ok chốt giá thì gọi điện cho mình 65.000 cộng phí ship nha. Phí ship thì tùy khu vực, có thể là 30.000, 25, 27.000, 23 mấy, 40.000 gì đó, tùy anh em khu vực ở xa ở gần. Nhưng mà giá mình bán là cố định đó là 65.000 nha. Anh em nào mua thì chốt thì được thì mình gửi thôi. Chứ còn một số anh em gọi điện tới trả giá này kia bớt tới bớt luôn thì ok, thì coi như mình không có nói chuyện nha. Dạ, cho nó nhanh. Chứ còn gặp mấy cái thành phần tào lao bí đao thì dẹp. Mình nói thẳng con, gặp mấy thành phần đó thì nói chung là giống như mấy thành phần đi chợ đó, trả từng đồng đó. Trong khi mình đây mình báo giá rõ ràng cho anh em, được thì mua, không được thì thôi, đừng có gọi điện mất thời gian anh em nha. Thực sự là mất thời gian luôn á, nhiều anh em gọi điện chém gió có tàu lao bị đau xong cái chốt lại thôi, không lấy, ai rảnh đâu rồi mà tiếp mấy cái chuyện tàu lao. Trong khi mình đã làm video là mình dành ra thời gian để mình làm video, mình quay cụ thể nè, báo giá cụ thể cho anh em rồi để mình chốt mua cho nó nhanh. Chứ không ai mà đi kỳ kèo từng đồng anh em nha. Đó, mình bán nó là 65.000 một cái anh em nha. Anh em nào mua thì liên hệ mình. Cái mỏ hàng chì thương hiệu Kabushi Đài Loan, công suất 50W, giá nó 65.000 và giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ mình là thiết bị VNC, Zalo là 0911600357 nha anh em. Anh em nào xem được video mà chưa đăng ký kênh á thì anh em nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn. Và có thêm một vấn đề nữa nè, đó là anh em nào muốn mua hàng của mình ở trên Lazada, Shopee, Sen Đỏ
thì anh em kích vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video anh em nha. Anh em cứ kích vào cái đường link đó và anh em đăng ký vào cái shop mình anh em mua cũng được anh em nha. Mình có để cái đường link cái shop mình ở dưới cái phần mô tả video, anh em có thể kích vào cái đường link đó và anh em vào mua hàng nha. Rồi thì video hôm nay mình chỉ giới thiệu cho anh em ngắn gọn về cái sản phẩm này thôi. Sản phẩm này thì mình nghĩ là chắc anh em làm nghề thì cũng biết nhiều rồi. Mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái vấn đề giá cả rồi công suất này kia thôi để anh em nắm rõ. Và nó là hàng Kawashi, là hàng nylon anh em nha. Rồi thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Chào tất cả anh em nha.